đã tìm thấy toàn bộ thi thể 5 người bị lật thuyền ở Lào Cai. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 15 tháng 8. Sáng ngày 17 tháng 8, ông Hoàng Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Simacai cho biết, cả đêm qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trên sông Chảy. Đến 8 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Giàng Thị Dở sinh năm 1978, bị trôi cách hiện trường vụ lật thuyền khoảng 4 km. Tiếp đó, đến khoảng 8 giờ 30 phút tìm thấy thi thể cháu Ly Thị Thanh Thảo sinh năm 2019, cũng bị trôi, cách hiện trường khoảng 5 km. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể của cháu Lý Anh Quân sinh năm 2018 được tìm thấy cách hiện trường khoảng 6 km. Theo thông tin ông Hoàng Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Simacai, suốt cả đêm qua đến giờ có trên 200 người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều báo giao thông đã đưa tin vào khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 8, tại khu vực sông chảy đoạn qua thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai có 5 người dừng thuyền đi qua sông sang thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Khi mới lên thuyền, chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết, thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy bị lật và mất tích.